con đã không nghe theo những gì mà ta đã dặn sao hả con dâu mới? Ta đã nói gì? Ta đã bảo con phải tự nấu ăn mà. Sao con lại nhờ chị dâu của con chứ? Con không tuân lệnh của ta sao? Nghe nè con dâu, đây là nhà của ta, vì vậy con phải làm theo nguyên tắc và theo lệnh của ta. Ai ở trong nhà này đều phải nghe lời ta. Ta đã thề với thần linh, lần sau con còn phạm sai lầm nữa ta sẽ trừng phạt con. Lúc đó con đừng có trách. Chen Vi, bình tĩnh đi. Hôm nay tâm trạng của ba không được tốt. Chị dâu, không sao đâu em, không có chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi em phải khóc đến như vậy đâu. Không sao đâu, nghe lời chị đi. Đúng là khi ba giận lên á, rất là đáng sợ, rồi ông ấy sẽ bình tĩnh lại thôi mà. Em đừng có lo. Thôi em dâu, nín đi, đừng khóc nữa. Saraswati à, ngồi đi con. City sao rồi? Bác sĩ nói sao hả? Có chuyện gì vậy Saraswati? Mẹ, bác sĩ nói với con, nếu anh City không được ghép thận sớm thì anh sẽ không qua khỏi. Con sợ lắm mẹ. Con đừng lo lắng, mọi người đều ở đây hết mà, chúng ta sẽ cố gắng cứu nó bằng mọi giá. Mẹ, con đã nói với bác sĩ xin hiến thận của con, nhưng nhóm máu của con không phù hợp với City. Cả Lakshmi và mẹ cũng vậy. Mẹ ơi, làm sao đây? Chúng ta tìm đâu ra người chịu hiến thận cho anh ấy đây hả mẹ? Được rồi, bình tĩnh đi con. Thần linh ơi, sao lại như vậy chứ? Cậu xin thần linh hãy luôn phù hộ cho chúng con.
lại đi. Đi khi nè, anh muốn hù em chết đó hả? Làm ơn đi, em la lên anh còn sợ hơn. Em làm gì vậy? Sao em lại ở đó? Em chỉ đi ngang qua bên đó thôi, rồi đèn bị tắt bất ngờ quá. Cũng may mà đèn tắt đó. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được ở bên nhau. Em xem, cảm giác này thật là tuyệt. Mà sao đèn tự nhiên tắt vậy anh? Chắc là mất điện thôi. Chuyện đó cũng thường xảy ra mà. Anh đang làm gì vậy? Lỡ có ai nhìn thấy chúng ta thì sao? Không sao, anh đang âu yếm vợ của anh mà. Dù sao thì ở đây cũng tối mà, không có ai thấy đâu. Em đừng lo gì cả. À, thật không? Chào anh Vi. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ hết. Ni Khiên à, anh biết không, mỗi lần nhìn thấy ba là em cảm thấy sợ lắm. Anh đã nói với em là ba rất khác biệt mà, nhưng em cũng không nên để bụng lời của ông ấy đâu. Em biết, em biết. Chị dâu Suman đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Dù gì thì ba cũng là bậc bề trên, nhiệm vụ của em là phải nghe lời những gì ba dặn mà. Em biết không, em đã thay đổi nhiều lắm đó. Giờ em khô khan, không hề có một chút lãng mạn gì hết. Vợ yêu của anh không được thay đổi đâu đó. Nếu không... Thôi đủ rồi, đủ rồi. Ni Khiên, đừng tới gần em rồi thì thầm mấy lời đó nữa. Tại sao? Thím ơi thím. Ừ? Vậy khi nào thì con mới lấy chồng? Thì khi nào con lớn lên đó. Nhưng mà thím ơi, mẹ con nói là khi nào con lớn lên con sẽ được thoa son, sau đó cũng ấn dấu lên trán nữa, rồi con sẽ giống như thím. Trẻ con thì không được dùng cái này đâu. Thím ơi, chỉ một chút thôi mà. Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta sẽ bị phạt đó. Không có ai biết đâu thím. Mà nếu có ai thấy thì con sẽ che miệng lại. Được rồi cháu gái à, lại đây. Xem nè, cháu của thím xinh quá. Ừ? Thím có hay bị nhột không thím? Có, thím sợ nhột lắm. Sao vậy con? Ba Na, con hư quá, thím sẽ đánh đòn con đó. Trộm cắp là tội đáng xấu hổ, đúng không? Anh phải làm việc ở cánh đồng để chịu tội. Nếu như anh phạm phải tội này lần nữa, anh sẽ bị phạt nặng. Tôi sẽ chặt tay của anh đó, nhớ chưa? Dạ thưa ông, tôi không dám. Anh sẽ luôn được đối xử công bằng ở đây. Ngài là người dẫn dắt cho chúng tôi khỏi con đường tội lỗi. Ba Na, dừng lại đi, cô bé hư. Dừng lại, cô bé hư. Thím cho con ăn đòn đó.
ngưng lại. Kiếm cho con ăn mấy roi bây giờ. Phải được thi hành. Đi ra ngoài. Đi ra. Cho phép cháu gái chạy giỡn cười lớn giọng như vậy chứ? Nếu âm thanh lọt ra bên ngoài thì còn gì là danh dự gia đình ta nữa. Cái nhà này loạn hết rồi hay sao? Dám không coi ta ra gì tại sao dám đùa giỡn chứ? Sao còn lại che miệng? Tay ra. Ta nói lấy tay ra cái chưa? Lấy tay ra. Cái này. Ai đã làm? Cô quên, ta đã nói đây là nhà của ta rồi sao? Chỗ này không phải là cái chợ. Con sẽ bị phạt vì đã không nghe lời ta. Mau, con ra ngoài sân đứng dưới trời nắng cho tới khi nào ta tha thứ thì mới được vô nhà. Đi. Mau lên. Thả con ra. Mẹ, Bana. Tha cho con đi mà. Đi nhanh. Ông ơi, thả con ra. Ông ơi, tha không lỗi cho con. Đi mau. Ông ơi, thả con ra đi. Đi. Ông ơi, tha cho con. Lần sau con không dám làm gì sai lời của ông nữa. Mẹ ơi. Không được phép năn nỉ. Im miệng. Con. Ông ơi, tha cho con đi. Làm ơn. Tha cho con đi, đi ông. Con không dám cãi lời của ông nữa đâu. Tiếu ơi. Ông ơi, thả con ra. Con không dám nữa đâu. Nếu như con dám bỏ đi, ông sẽ chặt chân của con. Nghe đi, không ai được quyền thả con bé ra. Mẹ ơi, thả con ra. Tiếu ơi, chú anh cố cần giới.
à, đó là lỗi của em. Em đã thoa sâu cho nó và còn điểm dấu trên trán của con bé nữa. Tại sao chỉ có mình ba Na bị phạt chứ hả chị dâu? Chị nói với ba là hãy trừng phạt em luôn đi. Em không chịu nổi cảnh này đâu chị dâu à. Đi khinh giảng rễ cũng không qua đây. Chị dâu, chị phải năn nỉ ba dừng lại đi. Em xin chị mà. Chị dâu, em xin chị. Em xin chị à chị dâu à. Em dâu à, chị đã học cách chịu đựng để tồn tại. Đó là phải chấp nhận quyết định của ba. Em hãy làm quen đi. Con gái của chị trước sau gì cũng phải học điều đó. Mì ba miền Gold. Có ba Na chắc bị phỏng thôi chị dâu à. Chứ con bé làm sao chịu nổi chứ chị dâu. Chúng ta mau cứu con bé đi, nhanh lên chị. Không được, em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Ba bà đã quyết định rồi thì như đinh đóng cột vậy. Dù sao thì con gái của chị
cũng phải học cách chịu đau. Để sau này con bé lấy chồng và còn phải chịu đựng gia đình chồng nữa. Nếu như ở nhà mà nó không chịu nổi thì sau này nó sẽ còn vất vả hơn. Đó là lý do hôm nay nó phải chịu đau. Như vậy thì tương lai nó sẽ đỡ khổ hơn. Chị cũng đã từng học điều đó em ạ. Em vô, hãy nghe chị đi. Chị biết là em sẽ không quen với cảnh này đâu, nhưng mà ở đây á, đó là chuyện bình thường thôi. Nếu như muốn yên ổn, em nhất định phải nghe theo lời của ba thì mọi việc sẽ ổn cả thôi. Chị vô lớn. Dạ, con tới liền. Chị vô, chị đã khóc lóc thảm thiết tới như vậy mà ba nỡ nào không mũi lòng sao? Ông ấy thật sự không chịu tha tội cho ba Na sao hả chị? Nói cho em biết đi. Em à, trong cái nhà này thì con gái và con dâu phải học cách nuốt nước mắt vào trong. Nếu như em cho người ta thấy là em khóc lóc thì không chừng em sẽ chỉ còn lại có cái xác mà thôi. Cho nên em phải học cách chịu đau. Chỉ có cách đó thì em mới có thể cứu sống được bản thân của mình. Em có hiểu chị nói gì không? Phải học cách nhẫn nhịn. Đúng rồi, chúng ta sẽ lên nhà trên ha, được không? Đi thôi, đi. Con dâu, sao lúc nào họ cũng dám cãi lời của ba vậy hả? Ta đã nói không ai được tha cho nó. Khi nào có sự cho phép của ta mà sao con dám hả? Ba, chân của ba Na sắp phỏng rồi, chân con bé sắp chảy máu rồi ba. Sao con dám? Con dám tha cho nó và tự ý làm theo ý của mình à? Sao con dám cãi lời ta? Trả lời đi. Bé Ba Na chỉ là một đứa con nít thôi,
nếu nó đánh son hay là nó cười, có gì sai hả ba? Ba, Chanh Vi nói đúng đó ba, con bé cũng không nói gì sai cả. Con đừng có ngắt lời của ba. Con không biết vợ con nó đã làm gì đâu. Con biết mà ba. Ba na lỡ đánh chút xíu son và cười giỡn trước mặt ba. Nhưng mà sao ba lại phạt con bé nặng như vậy chứ? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sao ba không giải thích với con bé nhẹ nhàng và từ từ thôi? Đây là nhà và luật lệ của ta. Tất cả mọi người trong gia đình này phải nghe theo lời của ta. Phụ nữ và trẻ con cũng vậy. Nếu ai dám phá vỡ quy tắc này, ta sẽ phạt nặng bất kể là ai, có hiểu không? Như vậy mới là phép tắc chứ. Ba, con biết đó là lỗi của con, cho nên người phải xin lỗi ba là con. Đủ rồi. Tốt hơn là đàn bà không được cắt lời. Nhất là khi hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau không được xen vào. Con đừng có mặt gây chuyện thêm lần nào nữa nghe chưa? Bà, Chanh Vi đang muốn xin lỗi ba mà. Sai lầm thì có thể tha thứ, trừ cái tội tay đình này. Tội tình này là cười giỡn và tha son sao ba? Nhưng con phải nói cho ba hiểu, suy nghĩ của chúng ta không bao giờ giống nhau, thì làm sao họ có thể hiểu ba được chứ? Các quy tắc của gia đình này chỉ là để đàn áp phụ nữ mà thôi. Con bị mất trí từ khi lên thành phố rồi có phải không? Đàn ông như con mà lại để cho vợ của mình lấn lướt sao? Tôi còn dám lớn tiếng trước mặt ba của mình nữa. Cô ta là vợ của con, là đôi giày của con, hiểu chưa? Nếu con trai mà đôi giày này lên trên đầu thì xã hội này sẽ xem con ra gì? Bà, Chanh Vi chính là vợ của con mà. Chuyện này ở thành phố thì đúng, con trai chỉ đúng ở thành phố thôi. Đó là khi con theo họ của vợ trên thành phố. Còn ở đây, nếu vợ con về làm dâu đã theo họ con, người đàn ông phải có uy quyền hơn, chứ không phải dưới quyền vợ của mình, có hiểu chưa? Đó mới chính là đàn ông thực thụ, quản lý được vợ của mình. Người chồng sẽ tôn trọng vợ khi nào cô ta đáng được như vậy. Đây là quy tắc và truyền thống của ta. Con không tin vào cái quy tắc của ba đâu. Đủ rồi con trai. Ba lúc nào cũng chuyên quyền ở trong cái căn nhà này. Ba luôn quy tắc trong bao nhiêu lâu nay? Quá đủ rồi, con sẽ đi khỏi nhà đây. Con không thấy vợ của con như vậy là sai sao? Bây giờ còn đi chỉ trích ba nữa. Bây giờ con lại đang nổi điên vì ta đang dạy dỗ con dâu hay sao? Con muốn đi khỏi nhà thì cứ việc đi đi, ta không cản đâu. Con không muốn sống ở đây nữa. Thank you.
Nghe đây, tôi chỉ tới đây theo ý của mẹ thôi, nhưng mà tôi nhất định sẽ không bao giờ ở chung phòng với cô đâu, cô có hiểu không? Nếu như ai thấy tôi ở chung với cô, chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất. Cứ làm những gì cô thích, đi đâu cũng được hết. Tôi sẽ tới đón cô sau 2 ngày nữa. Nhưng mà anh à, làm sao mà em ở một mình được? Đó không phải là chuyện của tôi. Bác sĩ, có một bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu tên là Shitty Ganhi, anh đang cần ghép thận. Tôi muốn hiến tặng quả thận của tôi cho ảnh. Anh muốn trả tiền như thế nào? Không bác sĩ, tôi chỉ muốn ảnh được sống thôi. Làm ơn, phẫu thuật cho ảnh càng sớm càng tốt. Cho phép tôi hỏi anh một câu nhé, anh là gì của anh ấy? Tất cả mối quan hệ của tôi đều đã bị tôi phá hỏng, nên tôi xin bác sĩ, đừng kể cho ai biết là tôi đã hiến thận cho anh ấy, có được không? Được rồi, tôi sẽ giữ im lặng chuyện hiến thận này. Nhưng giờ chúng ta phải thử máu của anh đã, xem có phù hợp hay không. Nếu như máu của anh trùng hợp với máu của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành việc cấy ghép. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Dọn hành lý đi, chúng ta đi khỏi đây. Tiết Khiêm, anh đang nói cái gì vậy? Ba là người lớn tuổi nhất đó, chúng ta không thể nào cãi hay là bỏ đi được. Đây cũng là nhà chồng, em sẽ không đi đâu hết. Hả? Em muốn ở lại đây sao? Em không thấy bà đã làm gì với bà Na hay sao? Trần Vi, chúng ta không thể sống ở đây đâu. Đi khi nào, gia đình dù xấu hay tốt thì cũng là gia đình. Cho dù có chuyện gì, đây cũng là gia đình của em. Cho nên dù có chuyện gì em cũng không bỏ đi đâu hết. Như khi nè, cho dù khó nhưng ông ấy cũng là ba của chúng ta. Chúng ta không thể cho cả thế giới này thấy đúng nếu chúng ta bỏ ba mẹ của mình. Không Chanh Vi, em không biết đâu. Như khi, Như khi, sau khi lấy chồng, gia đình của chồng mới chính là gia đình của cô gái. Một khi cô gái đã bước vào trong nhà chồng rồi thì cô ấy sẽ ở cho đến hết cuộc đời. Nikin à, nếu anh thấy việc làm của ba là sai thì hãy chứng minh cho ông ấy thấy. Mới gặp khó khăn mà đã sợ hãi hay chạy trốn không phải là giải pháp đâu. Chanh Vi, em mới tới đây một thời gian ngắn thôi, em không hề biết được đâu. Em biết Nikin à, chị dâu đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Đó là lý do tại sao em quyết định là sẽ không bỏ rơi chị dâu Suman và Bana. Em có biết là mình đang chống lại ba hay không hả? Em không có ý nghĩ sẽ chống lại ba, em chỉ muốn sống cùng ba. Ni Khiêm, anh không biết là ba của anh thương anh nhiều lắm hay sao? Ni Khiêm, khi có người nào đó thương anh quá nhiều thì anh không nên làm tổn thương họ. Chanh Vi, em muốn gì? Ni Khiêm, em chỉ muốn gia đình chúng ta được sống hạnh phúc cùng với nhau thôi. Chanh Vi, giấc mơ của em khó mà thực hiện ở đây lắm, em nghe lời anh đi. Sẽ được thôi mà Ni Khiêm, nếu anh hỗ trợ em thì mọi chuyện sẽ thành công thôi. Anh xem, em không biết là ba đang nghĩ gì, nhưng riêng anh phải biết kiềm chế cơn giận lại, chúng ta sẽ thành công. Chỉ cần anh xin lỗi ba và nghe lời em. Xin chào cô. Dạ, tôi tên là Guridisa. Tôi có đặt một phòng ở đây tên là Akasa và Guridisa. Chờ tôi một chút. Dạ thưa cô, phòng honeymoon đặc biệt được đặt dưới tên của cô. Chìa khóa của cô đây. Cảm ơn. Chồng cô không đi cùng cô sao? Không có, tôi đi một mình thôi. Phòng của tôi ở đâu vậy? Bà Cass, mang hành lý của quý cô lên phòng đi.
lạ ghê. Lần đầu tiên tôi thấy chuyện này đó. Ở phòng trang mật mà có một mình. Xin người hãy phù hộ cho Shetty. Con không thể để mất anh ấy được. Xin người hãy cứu anh ấy. Anh Yurai, nhóm máu của anh xét nghiệm trùng với nhóm máu của bệnh nhân. Bây giờ anh có thể đi hiến thận được rồi. Vậy tôi xin bác sĩ hãy thực hiện ca cây ghép ngay luôn đi. Tôi muốn cuộc phẫu thuật này phải thực hiện càng sớm càng tốt. Dù có gấp mấy đi chăng nữa thì ca phẫu thuật không thể nào sớm hơn sáng ngày mai được. Được rồi bác sĩ à. Nhưng mà ảnh sẽ khỏe lại chứ? Đừng lo lắng, anh ấy sẽ hồi phục nhanh sau ca phẫu thuật thôi. Alo. Tôi là bác sĩ Meta từ bệnh viện thành phố. Chúng tôi có tin tốt đây. Tin tốt gì ạ? Chúng tôi đã tìm thấy thận phù hợp cho anh City rồi. Chúng tôi sẽ phẫu thuật cho anh ấy vào sáng ngày mai. Xin cho tôi biết ai là người đã hiến tặng quả thận này vậy? Xin lỗi thưa bà. Người hiến thận yêu cầu chúng tôi không được tiết lộ thông tin của người đó. Vì vậy cho nên chúng tôi không thể nào nói cho bà biết được. Saraswati à, đã tìm được thận phù hợp cho City rồi đó. Ngày mai sẽ phẫu thuật. Số liệu chi tiết kiểm tra tài khoản ngay đi ba cát. Dạ được thưa ba. Dạ thưa ba. Con xin ba hãy tha thứ cho con. Đáng lẽ con không nên nói những lời đó với ba. Chúng con sẽ không đi đâu cả. Chúng con sẽ ở đây cùng với ba. Marcus, hỏi nó xem, hồi sáng này nó còn hùng hổ lắm mà, bây giờ sao vậy? Hỏi đi. Bà bỏ qua đi. Em nó cũng còn trẻ nên có lúc sai lầm, nó cũng đã biết lỗi mà. Mau lên đi. Tha thứ cho con. Con có vui không? Hả? Sao cô lại cản tôi? Theo tôi thấy tốt nhất là cô hãy mau
rời khỏi đây ngay đi. Nếu mà để ông chủ thấy cô ở đây á, thì sẽ khủng khiếp lắm đó. Tại sao chứ? Thưa ông, con dâu của ông sẽ mang tới sự thay đổi cho ngôi nhà này. Cô ấy sẽ thách thức uy quyền của ông, đồng thời sẽ chống lại quy tắc và luật lệ ông đề ra. Chống lại tôi à? Cô nhìn lại bản thân mình đi, cô có giống như một người vợ không? Con đã không nghe theo những gì mà ta đã dặn sao hả con dâu mới? Ta đã nói gì? Ta đã bảo con phải tự nấu ăn mà. Sao con lại nhờ chị dâu của con chứ? Con không tuân lệnh của ta sao? Nghe nè con dâu, đây là nhà của ta, vì vậy con phải làm theo nguyên tắc và theo lệnh của ta. Ai ở trong nhà này đều phải nghe lời ta. Ta đã thề với thần linh, lần sau con còn phạm sai lầm nữa ta sẽ trừng phạt con. Lúc đó con đừng có trách. Chen Vi, bình tĩnh đi. Hôm nay tâm trạng của ba không được tốt. Chị dâu, không sao đâu em, không có chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi em phải khóc đến như vậy đâu. Không sao đâu, nghe lời chị đi. Đúng là khi ba giận lên á, rất là đáng sợ, rồi ông ấy sẽ bình tĩnh lại thôi mà. Em đừng có lo. Thôi em dâu, nín đi, đừng khóc nữa. Saraswati à, ngồi đi con. City sao rồi? Bác sĩ nói sao hả? Có chuyện gì vậy Saraswati? Mẹ, bác sĩ nói với con, nếu anh City không được ghép thận sớm thì anh sẽ không qua khỏi. Con sợ lắm mẹ. Con đừng lo lắng, mọi người đều ở đây hết mà, chúng ta sẽ cố gắng cứu nó bằng mọi giá. Mẹ, con đã nói với bác sĩ xin hiến thận của con. Nhưng nhóm máu của con không phù hợp với City. Cả Lakshmi và mẹ cũng vậy. Mẹ ơi, làm sao đây? Chúng ta tìm đâu ra người chịu hiến thận cho anh ấy đây hả mẹ? Được rồi, bình tĩnh đi con. Thần linh ơi, sao lại như vậy chứ? Cậu xin thần linh hãy luôn phù hộ cho chúng con.